Xin chào quý anh chị khách hàng và các nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Nhà đất quận 12. Hôm nay em Phúc đang có mặt tại phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh để giới thiệu tới quý anh chị một lô đất sổ hồng riêng có giá rất là mềm. Lô đất của chúng ta có diện tích là chiều ngang là 4m và chiều sâu là 19m, full thổ cư, sổ hồng riêng. Lô đất của chúng ta có hướng Tây Nam, phù hợp với những người mệnh Tây tứ trạch và được chủ chào bán với giá là 3 tỷ 950 triệu. Giá này chúng ta có thể thương lượng trực tiếp với chủ. Tường trước đất của chúng ta có chiều ngang là 10m. Từ vị trí này chúng ta đi khoảng 300m là chúng ta ra đường An Phú Đông 09 và tiếp tục đi khoảng 200m nữa là chúng ta ra đường Hà Quý Giáp, khúc đầu của đường Hà Quý Giáp và sát bên địa phận Nguyễn Oanh, Gò Vấp. Xung quanh lô đất của chúng ta thì được xây nhà lầu 2 tấm, 3 tấm nằm trong khu dân cư rất là an ninh. Lô đất của chúng ta có chiều ngang là 4m và chiều sâu là 19m, full thổ cư, sổ hồng riêng và nằm sát bên Gò Vấp, nhưng giá chỉ 3 tỷ 950 triệu, một cái giá khá mềm. Đường trước đất của chúng ta là có chiều ngang là 10m, xe hơi quay đầu thoải mái. Nếu quý anh chị quan tâm tới lô đất thì có thể liên hệ với Phúc theo số điện thoại ở góc màn hình để tới xem trực tiếp vị trí lô đất và sau đó chúng ta sẽ gặp trực tiếp với chủ để thương lượng về giá. Từ vị trí lô đất của chúng ta đi khoảng 3,3 km là chúng ta sẽ về tới sân bay Tân Sơn Nhất và tiếp tục đi khoảng 4 km nữa là chúng ta về tới trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Lô đất của chúng ta thì có sổ hồng riêng, full thổ cư, xây dựng tự do. Theo Phúc biết thì nằm trong khu này chúng ta có thể xây nhà được 3 tầng hoặc 4 tầng. Và hiện tại thì bên nhà đất quận 12 chúng em còn rất là nhiều nhà và đất ở phường Thạnh Lộc, phường Thạnh Xuân, An Phú Đông, quận 12. Quý anh chị muốn mua nhà hay đất thì cứ liên hệ cho Phúc theo số điện thoại có màn hình. Phúc sẽ tìm đúng theo yêu cầu của quý anh chị. Video review lô đất của em đến đây xin tạm dừng. Xin cảm ơn quý anh chị đã xem hết video. Quý anh chị nhớ đăng ký kênh để nhận được những thông báo về nhà và giá đất ở quận 12. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video sau. Xin chúc quý anh chị nhiều sức khỏe và gặp nhiều thành công trong cuộc sống.